Xin chào quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì bên công ty mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu vỏ thùng Array. Đây là mẫu mới nhất, quý vị, mới nhất của năm nay, năm 2019. Thì cơ bản phía trước thì cũng gồm cái lưới đây. Lưới này bằng sắt ha, sắt sơn tĩnh điện chống rỉ. Và có cái đường gân dập chìm ở giữa đây ha. Đó. Đó thì còn đây là bên hông của nó. Bên hông của nó thì gồm một cái bát treo CNC bằng nhôm nguyên khối nha quý vị. Sơn CNC nguyên khối bằng nhôm chống rỉ luôn. Ở đây là bên hông thùng thì có một cái tay nắm rất là lớn, đây là tay xách rất là lớn, rất là chắc luôn. Đó, đây là phần bát treo phía sau rất là đẹp. Là những cái đường cong rất là đẹp ha. Dòng này thì bên công ty mình làm bằng CNC cho nên là những cái cạnh giáp danh giữa cái bát treo cái thùng rất là khít, rất là đẹp. Đây là bát treo. Còn phía sau thì cũng không có gì thay đổi. Ở đây có một cái lỗ để cho chúng ta gắn cái chạm loa ha. Chạm loa thì hai rắc speed công, thì hiện tại chạm loa đang nằm trong thùng. Thùng này toàn bộ được sử dụng bằng ván ép nhập khẩu. Sơn chống thấm nước nha quý vị, chống thấm nước và chống trầy, rất là đẹp. Sơn rất là dày luôn. Và khi các bạn mua cái thùng loa này thì nó sẽ bao gồm phụ kiện là họng loa chép thì có sẵn ha. Cái họng loa, họng để bắt loa chép và cái chạm loa và chốt Array thì đều được có sẵn hết toàn bộ. Và cái thùng này thì hiện tại thì bên công ty mình đang có giá tốt nha. Giá thì bữa nay nó đã giảm, giá tốt hơn cái mẫu đợt trước. Thì các bạn cứ xem đến cuối video thì mình sẽ có báo giá cụ thể ở trên này luôn. Bề mặt trước loa thì bên trong thì cũng gồm được cái tấm mút chắn bụi ở trong đây ha. Đó, mút chắn bụi bên trong này. Chúng ta hoạt động ở ngoài trời mưa thì nước không bị văng vô màng loa. Ở đây là tổng thể cái mẫu của nó ha, rất là đẹp. Cái này thì hiện tại thì mình chưa có bắt ốc ha, mình để lát nữa mình sẽ mở cái lưới cho quý vị cùng xem. Sau khi mình bắt ốc đây thì nó sẽ khít vô. Đó, cái này mình chưa bắt ốc này. Bây giờ thì mình sẽ mở luôn. Đó, lấy luôn cái lưới nó, lưới thì mình chưa bắt ốc. Đó. Thì bên trong đây là họng loa Array nha quý vị. Đó. Họng Array. Và thùng bên trong thùng cũng có bông mút ha, bông mút tiêu âm. Thì thùng này của bên mình á, toàn bộ thì được làm nâng cấp bằng ốc âm dương hết nha, ốc lục giác đây, có lỗ hết nha quý vị. Chúng ta về có ốc sẵn, chúng ta bắt vô tất cả các điểm nó đều có ốc ở đây, đều có lỗ bắt ốc hết ha, ốc âm dương luôn cho chúng ta. Và cái dòng Array mẫu mới này thì hiện tại bên công ty mình đang bán với giá là 3.500.000 trên một cặp ha. Một cặp là hai cái thùng như thế này. Đây là vỏ thùng Array 4 tấc nha quý vị. 4 tấc mẫu hiện tại là mới nhất. Đó. Các bạn nhìn từ cái đường bắt treo là bắt treo được làm bằng nhôm trắng rất là đẹp. Tay sách thế hệ mới luôn. Thì hiện tại bên công ty mình đang có sẵn số lượng ha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline trên video ha. Họng này thì là họng Array luôn nha quý vị. Đó, họng Array luôn. Đó, họng phóng nha. Đấy. Nhiều đơn vị thi công sử dụng họng họng vuông ở đây, họng vuông nó giống một cái loa phun bình thường thôi. Họng đó thì rất là rẻ tiền. Đó, bên mình họng Array luôn nha. Giá rất là tốt và chất lượng thì rất là đảm bảo ha. Đó. Hiện tại mẫu này là mẫu mới nhất nha quý vị. Vỏ thùng Array 4 tấc, mẫu mới nhất 2019. Đấy, các bạn nhìn cái quai sách rất là chất ha, cực kỳ chất luôn. Bắt Array. Cái dòng này thì bên công ty mình bán là 3.500.000 trên một cặp ha. Anh em có nhu cầu lấy số lượng liên hệ trực tiếp với mình. Đây là kho bên công ty mình đang rất là nhiều hàng, hiện tại hàng có sẵn hết toàn bộ nha quý vị. Rồi, và quý vị nhớ bấm đăng ký kênh YouTube và chia sẻ video để ủng hộ cho công ty mình nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.